nên thường anh chị khách nó cần 8 cái và anh chồng ở nhà là khách của họ, thằng chồng nó cần 8 cái, chứ đừng mang chuyên gia tâm lý ra đây. Về ứng dụng cái là bán cái thân em dễ không? Và nhân viên ở đây họ cần 8 cái, đừng có lên đây ngồi hoa hoa ở dưới họ đang chửi vì ông không thỏa mãn đâu. Tôi nói thật, cho nên là làm sao ông nghe đủ 8 cái thì lúc ấy mình cạnh tranh được và doanh số nó tăng hơn nhiều. Các chị đưa tôi bán cho vậy. Trong đó cười chỉ là một thành tố của một cái thôi chứ không phải chuỗi. Bây giờ khách mà nóng này, khách trầm tính, khí chất khách bốn loại, cho nên phải sau tí nữa để 2019 mình máu nữa. Gặp anh linh hoạt mà không cười không bao giờ nó mua, nhìn cái mặt cái hết. Bây giờ gặp cái anh nóng này mà em cười quá mà là tôi cá với em, nó bỏ cửa hàng nó ra, cái cửa hàng sẵn đối diện nó mua ba cái sẵn đồ mẹ cửa hàng bán thì không bán, nhạc nhở. Nếu gặp thằng trần này em cười quá mà là nạt, tôi không mua mẹ nhé. Tại vì cái người trần tính người ta không muốn cái điều đó, và cái anh yêu tư là thần kinh thấp, mà nhân viên mà cười quá ba lần là nó bị cái thần kinh yếu, là nó bị xúc phạm, nó tưởng tượng ra mà nó ra cửa bên theo không làm gì, nó lấy dây nó thắt cổ bán ra cười là chết, chứ không phải cứ nói về xóa khẩu hiệu đi. Cười nhưng phải đúng kiểu, cười phải đúng cười. Bây giờ chồng em đang hôn em mà em cười, tôi không hiểu nó là cái gì nữa. Nó là con điên, okay. Đầy sâu hết chưa? Mà cười có 6 kiểu cười. Cười đôi hậu nó khác, cười đều nó khác, cười vô duyên nó khác, cười nhạt nhở nó khác. Bây giờ tôi thử nhé, 1, 2, 3 cười. Cười đó này, anh ấy cười tự nhiên, cười đẹp. Cho nên là thưa các anh chị, cười sau đấy là em bảo là khách cần tin. Khi nào thì người ta tin em, và người ta tin sản phẩm của em còn lắm. Người ta chỉ tin sau khi người ta trải nghiệm sản phẩm, okay. Mọi người nói là vô nghĩa. Cho nên là người bán là phải cho người ta quan tâm, xong trình diễn món hàng, cho người ta xài thử, nó kiên nhẫn này. Xong bắt đầu xài thật, nó mới vẽ vào não người ta, dần dần người đó nói người kia, và cuối cùng nó thành mặc định, đúng không? Đấy, cho nên là thưa các chị, khách cần hai nhóm nhu cầu, bán cái nó cần nhóm một, đó là nhu cầu hiện ra, nó đến bất cứ chỗ nào thì nó chỉ hỏi hai cái thôi. Sản phẩm tốt và đa dạng rồi sao chốt. Nó hỏi cái thứ hai là giá hết, chả bao giờ hỏi cái gì nữa. Nhưng thực ra là nhu cầu nó hiện ra, nhưng nhu cầu ở nhất để hạ người ta là nhu cầu. Trường Doanh Nhân PR.